Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 78 ngày 1 Gieo gì gặt nấy. Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 44 câu 1 đến câu 17. Câu ghi nhớ Sáng Thế Ký đoạn 44 câu 16 phần B. Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm tôi tớ cho Chúa. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 44 câu 1 đến câu 17. Kinh Thánh Cựu Ước trang số 43, Sáng Thế Ký 44 câu 1 đến câu 17. Joseph bèn truyền lệnh cho quản gia rằng: hễ các người đó chở nổi bao nhiêu thì hãy đổ lương thực cho họ đầy bao bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ. Lại hãy để cái chén bằng bạc ta tại miệng bao chung với bạc mua lúa của người Úc nữa. Quản gia bèn làm y như lời Joseph dặn mình. Ngày mai trời vừa sáng, người ta cho các người đó và lừa về. Khi đi ra khỏi thành chưa xa, Joseph nói cùng quản gia rằng: người hãy đứng dậy đuổi theo mấy người đó. Khi theo kịp rồi, hãy nói rằng: sao các ngươi lấy oán trả ơn như vậy? Có phải cái chén này là của chúa ta thường dùng uống rượu và bói chăng? Các ngươi đã làm một việc chẳng thiện đó. Quản gia theo kịp, lặp lại mấy lời ấy. Các anh em bèn đáp rằng: sao chúa nói như vậy? Chẳng bao giờ kẻ tôi tới chúa có ý tưởng làm đến việc thế này. Đây, từ xứ Canaan chúng tôi có đem bạc đã được nơi miệng bao xuống giao lại cho người thay. Dễ nào lại có ý mong ăn cắp bạc hay vàng của chủ dinh chủ ngươi sao? Bạc hay vàng của dinh chủ ngươi sao? Xin cho kẻ tôi tớ nào mà người tìm được cái chén đó phải chết đi, và chính chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho chúa. Quản gia đáp: ừ thôi, hãy làm như lời các ngươi đã nói. Ta tìm được chén nơi ai thì người đó sẽ làm tôi mọi cho ta đó. Còn các ngươi thì vô tội. Tức thì mỗi người lật đật hạ bao mình xuống đất và mở ra. Quản gia lục soát bắt đầu từ anh cả lần đến bao em út. Cái chén tìm đặng trong bao Benjamin. Mỗi người xé áo mình ra, chất bao lúa trên lưng lừa rồi cùng trở lại thành. Giu-đa cùng anh em đồng vào đến nhà Joseph, người hãy còn ở nơi đó. Họ bèn sắp mình xuống đất trước mặt người. Joseph hỏi: các ngươi gây nên nông nổi chi vậy? Há chẳng biết một kẻ như ta đây có tài bói sao? Giu-đa đáp: chúng tôi xin nói cùng Chúa làm sao, sẽ phân lại làm sao, sẽ chữa mình chúng tôi làm sao. Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm tôi tới cho Chúa. Nhưng Joseph đáp rằng: ta chẳng hề có ý làm như vậy đâu. Người mà đã bị bắt được chén nơi tay sẽ làm tôi mọi ta. Còn các ngươi hãy trở về nhà cha mình bình yên. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 16 phần B. Đức Chúa Trời thấu rõ điều gian ác. Đã tô màu câu ghi nhớ nha. Đức Chúa Trời thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tớ cho Chúa. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ đã được tô màu nhé. Hai trang cuối trang này và đầu trang kia chúng ta. Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của
Tôi tớ chú rồi, nay chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tớ cho Chúa. Ông Joseph đã sai quản gia để thứ gì trong bao lúa của em út Benjamin? Để gì các em? Tiền bạc, vàng vòng, chén bằng bạc, chén bằng vàng. Ta thấy rằng David đã sai bỏ cả hai thứ. Thứ nhất là cái tiền mà họ mua lúa đó là ông sai quản gia để lại ở trong cái bao đó. Ý nói rằng là ông cho họ lúa và không có lấy tiền của họ. Thứ hai là đã để một cái chén bằng bạc. Cái chén đó là cái chén ông dùng để uống nước, hay là cái ly đó để bằng bạc để ông dùng để uống nước. Thứ nhất là bỏ cái tiền mà mua lúa ở trong cái bao, rồi để cái chén ở trong cái bao của Benjamin, người em út. Rồi sau đó thì ông sai quản gia đuổi theo. Họ đi được một quãng đường thì sai quản gia đuổi theo, và quản gia đã lục soát và thấy được cái chén ở trong bao của Benjamin. Và thế là họ phải trở lại. Và ai đã đứng ra chịu hình phạt thế cho em út là Benjamin? Ai các em? Đó là ông Juda. Chúng ta nhớ rằng ở trong bài học trước thì ông Juda đã can đảm đứng ra chịu trách nhiệm, xin với cha rằng cha hãy để cho Benjamin đi và con sẽ chịu trách nhiệm đem em Benjamin đi và đem Benjamin trở về cho cha. Và bây giờ khi thấy cái chén bằng bạc ở trong miệng bao của Benjamin, và Juda và các anh đã rất là lo sợ. Và Juda là người đứng ra chịu trách nhiệm thế cho Benjamin, và ông xin chịu hình phạt thế là phải bị chết thế cho em của mình, để cho em của mình được sống trở về với cha. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh của Joseph cởi con ngựa đây, và ông đã tạm biệt các anh em của mình sau khi mua lúa xong đem về. Và sau đó Joseph đã sai người quản gia, người đầy tớ đó chạy đuổi theo và lục soát khám phá có một cái ly, cái chén bằng bạc ở trong miệng bao của người Benjamin. Và các anh phải trở lại nơi Joseph, và Joseph nói rằng các anh đã ăn cắp cái đồ của Joseph. Và ở đây Juda đã nhận hình phạt thế cho em của mình. Và chúng ta biết rằng Joseph đã làm như vậy để thử lòng các anh của mình, xem các anh của mình có được thay đổi chưa, có yêu thương nhau, có giúp đỡ nhau chưa, hay là vẫn còn sống ích kỷ gian ác giống như trước kia. Nhận biết, Chúa nhìn thấy rõ mọi kế hoạch của con người, và đúng thời điểm Ngài sẽ bày tỏ mọi việc một cách rõ ràng. Chúa biết hết mọi sự, và Chúa bày tỏ đúng cái thời điểm, thời gian của Chúa. Thật anh, em không làm hại người khác vì biết rằng Chúa nhìn thấy hết và Ngài sẽ sửa phạt em. Và hôm nay chúng ta đã có lời cầu nguyện in sẵn. Chúng ta không phải viết cái lời cầu nguyện. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong cái lời cầu nguyện đã được in sẵn nhé. Con cảm ơn Chúa về bài học mà Ngài đã dạy các anh của ông Joseph thông qua kế hoạch của ông. Xin giúp con biết sợ hãi và lánh xa những điều xấu xa tội lỗi. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta luôn tránh xa những điều xấu và làm những điều đúng. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo vào sáng ngày mai nhé.